Mua đá vĩnh cửu cho bạn trai được không chị? Đây, đây, đá vĩnh cửu vỏ làm bằng thép không gỉ, bên trong chứa gel đông lạnh thử luôn. Có hơi lạnh đọng trên thành cốc này. À, lạnh à? Bình thường không nóng, không lạnh lắm. So sánh với đá bình thường, nhanh hết lạnh nhưng không bị tan như đá thường. Không làm loãng đồ uống, cũng chẳng mất công làm đá. Có thể tái sử dụng. Chúc các bạn có một tình yêu vĩnh cửu.